Thưa quý vị, cũng vào cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh đã phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Dược Nature Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Thảo Dược Xanh hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ. Sự kiện đã thu hút rất nhiều các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Tại Việt Nam, một năm có hơn 200.000 người bị tai biến mạch máu não, trong đó hơn 50% tử vong và 90% số người sống sót đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động. Trong 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân phải nhập viện vì độc quỵ đang có chiều hướng gia tăng từ 1,7% đến 2,5%. Tỷ lệ nam giới mắc phải cao gấp 4 lần nữ. Độ tuổi bị độc quỵ dần trẻ hóa từ 40 đến 45 tuổi so với trước đây là 50 tới 60 tuổi. Điều này cho thấy đây là một căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Tại hội thảo thảo dược xanh hỗ trợ ngăn ngừa độc quỵ, nhiều chuyên gia cũng đã cùng nhau thảo luận, phân tích các nguyên nhân gây ra độc quỵ và đưa ra các biện pháp phòng ngừa căn bệnh được xem là nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Theo đó, nhiều chuyên gia khuyên rằng, con người có thể ngăn ngừa độc vị bằng cách kiểm soát lượng thức ăn và đồ uống khi cho vào cơ thể. Ngoài ra, chuyên gia còn đưa ra phương pháp phòng ngừa độc vị trên bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp và tim mạch bằng liệu pháp 4T. Trong đó, T1 là tinh thần, tâm lý triệu pháp, T2 là thực phẩm liệu pháp, T3 là thể dục liệu pháp và T4 là thuốc liệu pháp.